Nói đi, nói lại ông. Vô đây hết trơn mà. Làm như không biết gì về công nghệ. Kéo chân lên, nhịp gửi. Đúng rồi, nhịp đầu gối xuống. Hai tay ôm gối bật 5 nhịp. Nắm kéo mũi bàn chân lên và ép gối xuống. Ép xuống. Thả lỏng ra, đổi chân em. Xoay đổi chiều. Kéo mũi bàn chân lên. Nhịp gọi. Hai tay ôm gối bật 5 nhịp. Nắm mỗi bàn chân lên, kéo lên, ép gối xuống. Thả lỏng ra. Kéo hai bàn chân đặt vào nhau, nhịp chân cánh bướm. Đặt hai bàn chân vào nhau, hai tay đặt lên gối, nghiêng phải trái. Duỗi hai chân ra thả lỏng.
lấy viên gạch đặt ở dưới mông rồi ngồi kẻ chân vào, chân trong chân ngoài, nghiêng phải trái sao cho xương ngồi vững chãi xuống, nâng vai lên xoay vai ra sau buông lỏng vai xuống, vươn dài đỉnh đầu lên, hai tay đặt lên gối thả lỏng hai cánh tay ra. Đúng rồi, mắt khép lại, từ từ thu rốn về phía thắt lưng để cho thắt lưng thả lỏng ra. Đúng rồi, thẳng thắt lưng ra rồi vươn dài đỉnh đầu lên đây nào, vươn dài lên thêm, thu cầm về hõm ngực một chút em. Đúng rồi, mắt khép lại, đừng gồng vai, buông lỏng vai xuống, hướng ý thức vào hơi thở, hít sâu vào, thở chậm rầm, hít sâu vào, thở chậm rầm, cảm nhận không khí, hai luồng không khí đi qua hai cánh mũi. Hít sâu vào, khởi động hơi thở. Mắt khép, tập trung tâm trí vào hơi thở, hít sâu vào, thả lỏng bụng phình, thở ra thoát bụng, hít sâu vào, thả lỏng bụng, thở ra, từ từ rút rốn vào, thở hết hơi ra, hít sâu, thả lỏng cơ mặt ra, thở ra, hít sâu vào, thở ra, thả lỏng chân mày, thả lỏng trán, hít sâu, thở ra, mặt tươi cười lên, hít sâu, thở ra, tập cho hơi thở ra dài hơn hơi hít vào, hít mũi, thở mũi, không thở miệng, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, hít sâu, ý thức vào hơi thở, thở ra. Mời cả lớp tập hít thở luân phiên. Đưa tay phải lên, ngón tay cái mình sẽ bịt mũi phải, ngón tay trỏ mình sẽ bịt mũi trái. Tập trung vào cảm nhận sâu hơi thở. Hít sâu vào, đóng mũi phải lại, thở mũi trái ra. Hít trái, thở phải. Nhớ hít mũi, thở mũi, khép miệng lại. Hít phải, thở trái. Hít trái, thở phải. Hít phải, thở trái. Hít trái, cảm nhận sâu không khí đi vào. Thở phải. Hít phải. Thở trái. Hít trái.
Thở phải. Đặt tay phải lên gối. Tập trung hít thở sâu 3 hơi. Cảm nhận sâu. Thả lỏng cơ mặt ra. Thả lỏng chân mày. Giảm 2 lần bàn tay vào nhau. Chà mạnh lên. Bàn tay hơi cong lại, khép các ngón tay lại, úp vào 2 mắt, tạo thành 2 ổ. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn tay tay. Vươn tay lên, hít sâu vào, thở sầm, hạ tay xuống và mắt nhìn xuống. Em nhìn vào cô, ngồi xoay người lại nhìn vô cô. Vươn tay lên, hít sâu vào, đi chậm theo hơi thở, thở sầm, từ từ hạ tay mắt nhìn xuống. Lần nữa hít sâu vào, vươn tay lên, giữ lại 5 4 3 2 1. Thở sầm, 5 4 3 2 một, thẳng cổ về giữa, hít sâu, ngửa ra sau, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, cúi xuống, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, ngửa ra sau, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, cúi xuống, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, cảm nhận sâu cột sống cổ, ngửa ra sau, thở ra, giữ lại 5 4 3 2 1. Trở về giữa, hít sâu, nghiêng phải, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, nghiêng trái, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, nghiêng phải, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, nghiêng trái, thở sầm, trở về giữa, hít sâu, nghiêng phải, thở sầm. Đưa tay phải lên thái dương bên trái, đưa tay trái ra sau, úp vào eo bên phải, cảm nhận độ căng giãn cổ bên trái. Hít thở đều, 5 4 3 2 1. Trở về giữa, thả lỏng tay, hít sâu, nghiêng đổi bên, thở sầm. Tay trái đặt lên thái dương bên phải, đưa tay phải ra sau, úp vào eo bên trái, cảm nhận độ căng. Giữ tư thế và hít thở đều. Trở về giữa, hít sâu. Đặt 2 tay lên gối. Đẩy căng lồng ngực tới, mở vai, khép khuỷu tay vào mạn sườn. Hít sâu vào. Thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn, thở ra, mắt nhìn rốn. Hít sâu vào, mở vai, ưỡn ngực tới, đúng rồi. Thở ra, cong lưng ra sau, rút rốn, thở ra. Hít sâu vào, mở vai, ưỡn ngực tới, giữ 5 4. Thả lỏng cơ mặt, 3 2 1. Thở ra, cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn, thở ra, 5
4, 3, 2, 1. Xoay tròn người. Vừa thả lỏng cột sống, vừa xoay và vừa ép vai. Ép vai này, xoay vai kia lên. Hít thở đều. Mềm mại cột sống, hít thở sâu. 4, 5, xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thả chân ra, duỗi hai chân thả lỏng ra. Ngồi xếp chân vào đổi chân, nãy chân nào nằm trong giờ chân nó ra ngoài. Đặt hai tay lên ngực, vươn dài đỉnh đầu lên, hít sâu vào nâng vai lên nè. Em suy nghĩ vào khớp vai thả lỏng và kéo nó cao lên lỗ tai, kéo vai cao lên chứ đừng có gồng rút lên, mà là mình thả lỏng ra và nâng nó lên, rồi rơi tự do, thở sạch rớt xuống. Đúng rồi, hít vào nâng vai lên, thở ra rớt xuống. Hít sâu nâng lên, thở ra rơi xuống. Hít sâu lên, thở ra rơi xuống. Lần nữa hít sâu nâng lên. 5, 4, 3, 2, rơi tự do xuống. Thở ra thả lỏng. Hít thở sâu, hít thở sâu vào. Xoay vai, nâng vai và xoay tròn vai từ trước ra sau. 2, 3, 4, 5. Xoay ngược lại. 5, 4, 3, 2, 1. Đưa hai lưng bàn tay hướng về phía trước. Đưa tay phải qua úp hai bàn tay lẫn nhau. Hít sâu, kéo vào, lộn ngược tay đẩy ra thở ra. Trở về hít vào, thở ra đẩy cao lên. Hít vào, thở ra đẩy thẳng tay lên. Ngả xuống, trở về, đổi tay. Hít vào, thở ra, trở về, hít vào, thở ra đẩy cao lên. Hít vào, thở ra đẩy thẳng tay lên. Ngả xuống, trở về, thả lỏng tay. Hai tay đan lại, nâng lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai ra khỏi đầu. Kéo căng tay vai ra, thở sang, hạ tay xuống, đan tay sau lưng. Đan tay sau lưng, hớp bụng mắt nhìn rốn, thở ra nâng tay cao lên, hớp bụng thở. Hít vào, vươn tay lên, đan tay lộn ngược, bàn tay đẩy căng lên, ưỡn ngực lên, kéo tay vai ra khỏi đầu. Thở sang, hạ tay xuống và đan tay sau lưng, thẳng tay, mở vai, cúi đầu, hớp bụng thở sang. Cảm nhận sau. Hít sâu vào đan tay, lộn ngược tay đẩy căng lên giữ lại. Kéo tay vai ra khỏi đầu luôn nè. Mở khớp vai, suy nghĩ vào khớp vai đi nè. Thả lỏng, hít thở 5. Thả lỏng 4. Thả lỏng khớp vai thêm 3, 2,
Một thở sầm, tay ôm sau lưng, thẳng tay mở vai, cúi đầu mắt nhìn rốn xuống cái bụng thở. Năm bốn ba hai một, thả lỏng tay ra, thả chân ra, rũ hai chân thả lỏng, hít thở sâu. Ngồi xoay người lại, chống quy lên tập thở bò mèo. Tay chân là bốn góc vuông, cong lưng lên, mắt nhìn rốn, mắt rốn thở sâu, hít sâu vào, chuông lưng ưỡn ngực vương cầm lên. Đúng rồi, thở sạc cong lưng lên, rút rốn xích bụng lại, thở sâu cuộn sau cổ, thở ra, hít sâu vào, chuông lưng ngưỡng ngực vương cầm, thở sạc cong lưng lên, thoát bụng thở ra, hít sâu vào, thở sầm cong lưng lên, thớp bụng thở sầm, tập cho linh hoạt từng bước sống lưng, cải thiện tình trạng đau lưng. Hít sâu vào, chuông lưng ngưỡng ngực vuông cầm đèn, giữ lại. Năm bốn ba hai một, cong lưng lên, rút rốn xiết bụng lại, thở sầm, cuộn sau cổ và thở ra. Năm bốn ba hai một, từ từ giữ cột sống thẳng, không võng lưng, duỗi cổ ra thẳng, hít vào, nâng chân phải duỗi thẳng ra phía sau, duỗi thẳng ra phía sau, thẳng ra, không võng lưng, thẳng thắt lưng lên, thẳng thắt lưng lên xí nữa, nâng cái thắt lưng, đúng rồi, nâng lên, thẳng cột sống ra, rồi nhịp chân lên. Năm bốn ba hai một, hít vào, bước chân phải lên, bước lên giữa hai tay, rồi tấm gối xuống, thở sang tấm gối, ép hông thở, hít vào, từ từ thẳng gối, thở sầm thẳng gối, căng gân keo, trường lưng thở, hít vào, tấm gối xuống, thở sầm lắng nghe cơ xương khớp, khung xương chậu, khớp háng được mở căng, hít vào, thở sầm đẩy căng, cảm nhận lắng nghe sau cơ thể đi nào. Hít vào, từ từ tấm xuống, ép hông, thở sang, chắc đùi trước chân trái, đùi sau chân phải, hít vào, thở ra, em thẳng gối trước, đẩy lui hông ra phía sau, đúng rồi, thở, hít vào, tấm gối trước xuống, hạ hông háng xuống, thở sầm, hạ xuống thở. Năm bốn ba hai một, hít vào, căng ra sau, thở sầm, giữ. Năm bốn, lắng nghe cảm nhận sau, thả lỏng cơ thể mình. Ba hai một, hít vào, chống tay rút chân phải ra sau, giữa dài ra sau, hạ chân xuống, cong lưng lên, rút rốn xích cơ bụng, thở sầm, hít vào, từ từ thẳng cột sống ra, và duỗi thẳng chân trái, bàn tay ngang dưới vai đi, lùi bàn tay về xíu, đúng rồi, chắc lại, thẳng cột sống lên, không võng thắt lưng, nâng cái chỗ thắt lưng lên, đúng rồi, nâng thắt lưng lên, rồi nâng chân lên nè. Năm bốn
chắp cơ bụng lên 3, 2, 1, hít vào, bước chân trái lên, bước lên, ra ngoài bàn tay trái, cắm xuống, hạ hông xuống, thở ra. Rồi hít vào, từ từ đẩy lùi hông ra sau, thở ra. Hít vào, tấn xuống, thở ra. Lắng nghe cảm nhận sau cơ xương khớp. Hít vào, đẩy lùi hông ra sau, thở ra. Căng gân kheo chân trước. Hít vào, tấn xuống, thở ra. Hít vào, đẩy lùi hông ra sau, thở ra, chắp cơ bụng lại. Lần nữa hít vào, tấn xuống, hạ hông háng xuống, giữ lại. 5, 4, 3, lắng nghe cảm nhận sau, thả mềm nó ra. 2, 1, thở ra, đẩy lùi hông ra sau, thở ra. Căng chân và căng lưng tiên, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào, rút chân trái ra sau, duỗi thẳng. Hạ gối xuống, cong lưng lên, rút rốn, xích cái bụng lại, thở ra. Từ từ mở hai đầu gối ra rộng bằng tấm thảm. Mở hai đầu gối ra rộng bằng với tấm thảm. Rồi duỗi hai mũi chân chạm vào nhau. Hai mũi bàn chân chạm vào nhau. Hít vào, từ từ hạ mông về gót chân, trán mũi chạm sàn, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào, trở về. Hai, thở ra, hạ mông về, ép xuống, trán mũi chạm sàn. Ba, hít sâu vào, thở ra. Bốn, hít sâu vào, thở ra. Cảm nhận sau khung xương chậu. Lần nữa hít sâu vào, nhớ lấy hơi cho thật sâu thật dài, thở ra mà xuống, thở ra giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ cuộn từng đốt sóng lung linh. Ngồi mông trên gót chân, vươn tay lên, hít sâu vào, gập xuống, thở ra, mông vẫn ở trên gót chân, gập xuống. Và cuộn người này nhìn cô trước nè. Khi cuộn người, mông vẫn ở trên gót chân, kéo lưng lên trước, thả lỏng cổ tay vai. Đó, lên. Rồi cuộn lưng lên đi. Đúng rồi, trớ tớ cuộn lên. Rồi vươn tay lên, hít sâu vào, thở ra, nhẹ nhàng ngước người xuống. Cuộn từng đốt sóng lưng lên, vươn tay lên, hít sâu vào, gập xuống, thở ra. Hít sâu, cuộn từng đốt sóng lưng lên, thở ra. Lần nữa vươn tay lên, hít sâu vào, gỡ xuống, thở ra. Cuộn lên, hít sâu vào, thả lỏng tay luôn. Ngồi duỗi chân về trước, thở ra. Duỗi chân, thả lỏng ra.
rung lắc hai chân thả lỏng. Co hai gối lại, mở hai gối rộng bằng cái hông, hai tay chống ra sau, ngã lưng ra phía sau xí, chống các ngón tay ra phía sau, hít sâu vào, từ từ ép gối qua bên phải, xoay mặt qua bên trái, thở xong thư giãn thắt lưng. Đúng rồi, trở về hít sâu vào, ngã qua đổi bên, thở xong trở về hít sâu vào, thở ra thư giãn thắt lưng ra, trở về hít sâu vào, thở xong trở về hít sâu vào, thở xanh. Giữ lại 5 4 3 2 1, trở về hít sâu vào, thở ra. Giữ lại 5 4 3 2 1, trở về hít sâu vào, ngồi lên thả lỏng tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau, rồi kéo vào, lộn ngược ra, thở xong. Đúng rồi, rồi lộn ngược trở về, đúng rồi, thả lỏng hai cánh tay, hít vào, thở xong, thả lỏng ra, hít vào, thở xong, hít vào, thở xong, hít vào, thở xong. Đúng rồi, thả lỏng ra, lưng bàn tay hướng vào nhau này, đó, rồi buông lỏng cổ tay. Đúng rồi, rồi từ từ nghiêng người qua, trượt dài tay và từ từ nằm xuống. Lật ngửa trở ra, hai gối co, hít sâu vào, nâng một chân phải lên, nâng một chân phải lên, rồi tay trái nắm chân phải, tay trái nắm chân phải, tay phải tiếp tục đan lại với tay trái. Đúng rồi, kéo bàn chân về phía bụng của mình, thở ra, căng cái đầu gối ra và cảm nhận khớp háng được mở căng ra, cột sống nằm trên đường thẳng, thu cầm về ngực, hít thở đều, đừng có đưa cầm lên trần nhà, các đốt sống cổ được duỗi ra ở trung tính, giữ hít thở đều, 5 4 3 2 một, hít vào, duỗi chân lên, hai tay nắm ở cổ chân, hai tay nắm ở cổ chân, thẳng gối lên, rồi hai tay kéo chân được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thở sạch, thở sạch, dùng ý, 5 4 3 2 một, hít vào, co gối hạ xuống, thở sạch. Hít vào, nâng chân trái lên, tay phải nắm chân trái, rồi đưa tay trái đan lại với tay phải, kéo cái cẳng chân sát vào bụng, thở ra, kéo vào, thở. Đúng rồi, hít thở, cảm nhận sâu, cảm nhận sâu cơ xương khớp, chắc cái đùi trong chân trái lại, kéo cái bàn chân cao lên về ngực á, cao lên về ngực, cao lên về phía ngực mình, hít thở đều,
Hãy vào từ từ, hai tay nắm cổ chân, thẳng gối lên. Đúng rồi, kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu thở ra giữ. Lắng nghe cột sống lưng mình đang kéo giãn ra, massage dưới sàn. Còn chân trái đang căng thẳng lên theo nha. 5, 4, 3, 2, một. Hít vào co gấu hạ xuống, thở sâu, hai tay dang ngang cất hai bàn tay xuống, dang ngang vai cất bàn tay. Hít vào, ngã hai gối qua bên trái, bên phải, xoay mặt qua bên trái, thở sâu, trở về. Hít vào, ngã hai gối qua trái, xoay mặt qua phải, thở sâu. Trở về, hít vào, thở sâu. Hít vào, thở sâu. Trở về, hít vào, thở sầm, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít vào, thở sầm, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít vào, thở lỏng ra, thở xong. Nâng hai chân lên và hai tay ôm đầu gối, nhấc gối lên, massage chỗ thắt lưng. Đúng rồi, nhấc gối lên, hít thở đều. 5, 4, 3. Có bầu là hay đau chỗ thắt lưng nhất, thắt lưng là các cái đốt sống có chỗ thắt lưng là yếu nhất ở trên cột sống của mình, mà nó lại là gánh cái sức nặng nhất, phải gồng gánh cái thai nhi, cho nên càng ngày cái thắt lưng của mình sẽ bị cong về phía trước, nó dễ đau thắt lưng, chèn ép vào đĩa đệm, dễ làm cho mình bị thoát vị đĩa đệm hoặc sạc đĩa đệm, lệch đĩa đệm. À, trong thời gian thai kỳ cái vấn đề á bị á lệch đĩa đệm rất là nhiều, cho nên á mình tập á từ từ em ý thức vào hàng ngày, thói quen hàng ngày, đừng để bị cong cái thắt lưng về trước, lúc nào cũng hóa chắc cái cơ bụng để cho nâng đỡ cái thai nhi, cho cột sống thắt lưng đỡ phải gồng gánh cái vùng bụng của mình, nó đỡ cái sức nặng ở thắt lưng để bảo vệ thắt lưng. Bây giờ cô cũng đang kèm mấy bạn sau khi xa sanh xong lại bị trượt cái ta địa điểm thắt lưng, mà bị trượt cái đó là cả đời mình phải sống cái đó luôn á. Rồi lăn phải trái chứ là đâu có khi nào nặng lắm á, thì mới phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật sắp xếp nó lại đưa nó trở về, nhưng mà nó cũng hên xui lắm, cho nên là thường người ta cũng không có dám mổ. Mình chỉ có tập luyện để cho nó bớt đau thôi, cho nên là trong thời gian thai kỳ đừng để tăng cân quá mức, cũng đừng để đi đứng ngồi đồ bị sai lệch tư thế, dễ ảnh hưởng tới cái đĩa đệm của mình, thoát vị đĩa đệm hoặc là đĩa đệm đều rất là cực sau này. Rồi nâng tay chân lên, rung 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 rung, thả lỏng đó ra, thả lỏng thả lỏng thả lỏng. Rồi từ từ đặt chân xuống. Nếu như em nằm thư giãn Savasana, mình ở tư thế nằm ngửa, mình thấy khó thở, nếu em thấy thoải mái thì mình nằm ngửa thì nó tốt hơn. Còn em thấy khó thở, thấy mệt tim thì mình có thể nằm nghiêng nha, có thể nằm nằm nghiêng vậy nha, để thư giãn tùy theo. Em nằm ngửa được. À, nằm ngửa được thì mình nằm thoải mái tay chân cho khí huyết nó lưu thông.
tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự hai viên gạch á, em lót hai viên gạch ở dưới đầu gối cho nó đỡ cong cái thắt lưng, nó chịu lực ở thắt lưng đó em. Lót hai viên gạch sức trên đầu gối một xí, ngay dưới con kheo mà sức trên xíu đó, lót về nè, rồi đưa cái thắt lưng xuống chạm dưới thảm, cẩn thận nằm xuống nhẹ nhàng, nằm ngồi đầu chống đỡ tay chắc chắn. mẻ ở sống mũi. Khi hơi thở vào ra, bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu, thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống, thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái.
nhúc nhích các ngón tay, ngón chân. Bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại. Chào em nha. Dạ, em chào cô ạ. À, chào em, giờ cô vô lớp huấn luyện viên, đào tạo huấn luyện viên đây. Dạ, em chào cô ạ.